chuyên mục nguyên liệu và đây là vanilla. Vanilla được biết tới ở trong nước hoa là một tông mùi rất là ngọt ngào, ấm áp, một chút cay nhẹ và có một chút nét của thuốc lá. Vanilla thường được sử dụng ở trong những chai nước hoa mùa đông và đặc biệt rằng theo nghiên cứu khoa học, những cái mùi hương có vai ngọt ngào thì đó thường mang lại một cái cảm giác hạnh phúc và nó thường đi với chữ nịt mũi. Vanilla ngoài việc sử dụng trong nước hoa, trong nến hay là trong những cái sản phẩm về mùi hương thì nó còn được sử dụng ở trong những cái hương liệu rất là nhiều, có nghĩa là sử dụng ở trong đồ ăn. Vanilla có thể sử dụng để làm kem này, để làm sữa này, để làm bánh vân vân. Bạn nào mà hay làm bánh thì chắc chắn là biết đến vanilla. Vanilla hiện nay thì nó đến chủ yếu từ vùng Madagascar và giá thành của nó rất là cao, có lẽ là trong cái nhóm gia vị thì nó chỉ xếp sau sa phong thôi. Nó đắt là bởi vì cái hoa vani thì nó không có thể tự thụ phấn được mà cần có sự can thiệp của con người. Và sau khi ra quả thì nó cũng không có mùi ngay mà cần những cái bước chế biến của con người để có thể ra được một cái mùi hương ngọt ngào như chúng ta biết tới. Có một cái điều rất đặc biệt mà chắc là ít bạn biết tới, đó là vanilla đã tạo ra rất nhiều công ăn việc làm cho những người dân ở vùng Madagascar và những vùng xung quanh đó. Nguyên liệu nó không chỉ đơn giản rằng để thỏa mãn mọi người mà nó còn tạo ra rất nhiều công ăn việc làm cho rất nhiều người dân có thu nhập thấp. Đây là một cái điều rất hay, nó tạo thành một cái vòng tròn luân hồi để có thể thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển mùi hương và rất nhiều những thứ khác.